người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời này lại là chính mình. Chỉ có mình mới dạy cho mình được những bài học để vượt qua chính mình. Còn tất cả những người khác chỉ là duyên, họ chỉ cho mình một con đường để dẫn đường thôi. Còn nếu họ chỉ đường mà mình không đi, mà mình lại hỏi anh ơi làm sao mà em chỉ ngồi thế thôi, em khoanh chân bó gối mà em lại vẫn đi được con đường anh chỉ để đến đích nhỉ, thì kính thưa anh phải sang một thế giới nào đó khác cái thế giới này. Cho nên nhấc mông lên mà vận hành. Khi thấy những điều chúng ta chia sẻ đã thấy giá trị rồi mà mình vẫn không chịu vận hành, thì điều đó chỉ có bạn mới giải quyết được chính bạn mà thôi. Thầy ơi, thầy cho em hỏi ạ, làm thế nào để tạo được một thói quen tốt để cân bằng cuộc sống ạ? Vâng, thưa với bạn rằng trong cuộc sống này thì việc đầu tiên thì chúng ta nên hiểu về cái giá trị của cảm xúc trong một thời điểm. Chắc là tôi phải lấy cái bút tôi vẽ cái này để các bạn dễ hình dung. Đấy, thầy tiếp. Để thầy vẽ cái này cho cả nhà. Đấy, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Đấy, báo cáo với anh em là hôm nay em mặc quần đàng hoàng nhá. Chứ không như hậu trường hôm trước là em không mặc quần đâu. Đấy. Thôi, bao giờ cũng thế, tâm của chúng ta nó sẽ xuất hiện một cái nhu cầu. Nó sẽ cần một cái nhu cầu. Thế thì sau khi cái tâm mà nó tiếp xúc với môi trường, nó tiếp xúc với môi trường, thì cái môi trường này mới đem đến có thể một điều như ý hoặc điều bất như ý. Thế thì khi mang đến điều như ý hoặc bất như ý thì nó sẽ xuất hiện một cái trạng thái, đó là cảm xúc. Đó là cảm xúc. Đấy, tôi lấy ví dụ, tâm tôi có nhu cầu về phụ nữ, thế là tiếp xúc với môi trường gặp phụ nữ có cảm xúc, gớm phấn khởi, sướng ngay lập tức. Đấy, ăn nói nó linh hoạt hẳn lên. Đấy, thế thì từ cảm xúc này nó mới sinh ra tiếp là cái hệ thống nội tiết tố, tức là hệ thống enzyme. Đấy, ví dụ nhìn thấy gái đẹp tự nhiên là nước miếng nó chảy ra, thì cái đấy nó gọi là rớt hết rãi ra đấy. Đấy, hay là mới nhìn thấy phụ nữ đẹp là một số cái bộ phận nó cũng tự nhiên là nó bự hẳn ra, thì cái đấy là nó tự động thôi, nào mình có điều khiển nó đâu. Đấy, thì cái này nó sinh ra nội tiết tố, và từ nội tiết tố thì nó lại điều khiển sang toàn bộ cái nhịp thở của mình. Nhịp thở hay chúng ta hay gọi là khí. Đấy, điều khiển toàn bộ khí trong con người mình, và từ khí thì nó điều khiển toàn bộ cái não bộ. Ví dụ như là mình bị bế khí lên não bộ phát ngay lập tức là cái não của mình nó kém thông minh ngay lập tức. Đấy, và từ não bộ thì nó vi sinh ra nghiệp, tức là sinh ra tạo tác. Thì trong đạo Phật thì nghiệp chính là do tạo tác mà tạo ra, nó vi sinh ra nghiệp. Đây là một vòng tròn. Vậy thì nó có bằng này khúc, tâm thông qua môi trường tạo ra cảm xúc, cảm xúc nó tự động điều tiết nội tiết tố điều khiển nhịp thở điều khiển não bộ điều khiển cái nghiệp của mình. Đấy. Vậy thì làm thế nào để có một cái thói quen tốt? Thì thưa các anh chị, muốn sửa được tâm thì muốn biết cái tâm này, thì cái nhu cầu này của mình nó phàm phu tục tử quá, thì mình buộc phải thiền. Thiền để làm gì? Thiền để nhìn rõ thấy cái tâm ta nó tệ, để ta sửa. Ta biết nó bị bệnh gì, để ta điều chỉnh. Thiền để nhìn rõ tâm, chứ chưa sửa được đâu nhé.
Tức là lúc bấy giờ là tôi chỉ biết là tôi tham, tôi biết tôi tham. Tôi si, tôi biết tôi si. Tôi mạn, tôi biết tôi mạn. Tôi nghi, tôi biết tôi nghi thôi. Chứ chưa hề là sửa được đâu. Đấy. Nhưng biết được cái tâm này thì thông qua thiền. Đấy. Mà gì ạ? Muốn sửa, muốn giữ được cái thân của mình, cái nội tiết tố nó tốt, khí nó tốt ấy. Mà nếu mà thiền được sửa được cái tâm là sửa được cảm xúc. Và để cho thân mình nó tốt thì nội tiết tố nó tốt, nhịp thở nó tốt, thì thông qua cái gì ạ? Thông qua thể dục. Thể dục, thể thao. Thể thao. Đấy. Rồi là thói quen sinh hoạt. Còn muốn được cái não bộ nó tốt, nó thông minh này, thì phải thông qua gì ạ? Lao động để trải nghiệm. Như vậy, trong con người ta có 3 phần: tâm, thân và tuệ. Thức ăn của tâm là thiền định. Thức ăn của tâm là thiền định. Thức ăn của tuệ là lao động. Thức ăn của thân là thể dục, thể thao, thói quen ăn uống, sinh hoạt. Nó là 3 thứ đấy. Và bản chất là trong con người mình tu cả 3 phần thân tâm tuệ. Thiền thì giải quyết được tâm, tôi tham, tôi biết tôi tham, và dùng tuệ để sửa. Tuệ thì nhờ lao động mà sáng tạo hơn. Thân thì nhờ thể dục và ăn uống cân bằng, thói quen sinh hoạt mà nó khỏe mạnh hơn, nên giữ được cảm xúc tốt hơn, tức là nội tiết tố nó tốt hơn. Thế thì như vậy 3 phần. Vậy thì ở đây làm thế nào để tạo ra một thói quen tốt? Thì tôi nhắc như vậy là bạn đã hình dung là bạn phải có thiền trong một ngày 30 phút. Thiền ở đây không có nghĩa là ngồi một đống thù lù thì gọi là thiền. Thì bạn phải hiểu bản chất của thiền. Bạn phải có thời gian thể dục thể thao để lưu thông khí huyết. Bạn phải có thời gian lao động để tăng trí tuệ. Cho nên tại sao trong 24 giờ nó chia làm 3 cái khung giờ rất rõ: 8 giờ dành cho tâm ăn ngủ, 8 giờ dành cho thân là ăn ngủ, 8 giờ dành cho tâm là chơi giải trí, 8 giờ dành cho tuệ là lao động. 3 khung giờ rõ ràng nhé. Đấy. Vậy thì ở đây khi bạn muốn phát triển bản thân bạn thì bạn phải sử dụng những cái pháp tu thiền, lao động và thể thao. Và đó chính là những thói quen tốt. Còn ngay kể cả tôi chỉ cho bạn rằng nếu bạn làm được như vậy thì cuộc đời của bạn tốt, mà bạn cũng không làm thì không thầy nào dạy được bạn cả. Bởi vì người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời này lại là chính mình. Chỉ có mình mới dạy cho mình được những bài học để vượt qua chính mình. Còn tất cả những người khác chỉ là duyên, họ chỉ cho mình một con đường để dẫn đường thôi. Còn nếu họ chỉ đường mà mình không đi, mà mình lại hỏi anh ơi làm sao mà em chỉ ngồi thế thôi, em khoanh chân bó gối mà em lại vẫn đi được con đường anh chỉ để đến đích nhỉ, thì kính thưa anh, phải sang một thế giới nào đó khác cái thế giới này. Cho nên nhấc mông lên mà vận hành. Khi thấy những điều chúng ta chia sẻ đã thấy giá trị rồi mà mình vẫn không chịu vận hành, thì điều đó chỉ có bạn mới giải quyết được chính bạn mà thôi. Và chúc bạn sớm hình thành được thói quen tốt. Rồi ạ.